Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 2021, thì mình đang có mặt tại khu vực chợ Bùi Xuân để chia sẻ tình hình cho các bạn xem như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng hành cùng video ngày hôm nay nhé. Hiện nay mình đang đứng ở khúc đường Lê Hồng Phong ngay chỗ cái đầu chợ Bùi Xuân các bạn. Thì đây là hình ảnh mình đang đứng ngay chỗ cái dòng xoay của chợ Bùi Xuân các bạn, để mình chia sẻ cho các bạn thấy tình hình ngày hôm nay. Thì hôm nay thì thành phố Sóc Trăng vẫn còn vùng vàng các bạn. Tới 0 giờ ngày 10 tháng 11 thì sẽ áp dụng chuyển sang vùng cam. Thì bây giờ mình đang có mặt tại đây để chia sẻ cho các bạn tình hình của ngày hôm nay. Thì ở khu vực này thì mình thấy ngay chỗ dòng xây này thì mình thấy chuẩn bị cho những cái chỗ cái dòng xây các bạn, trang trí đèn hoa, thì các công nhân đang làm việc trên đó các bạn. Dù trời trưa trời nắng thì các công nhân vẫn làm các bạn. Ở đây là mình đứng ở chỗ trước cái khu vực Bách Hóa Xanh của chợ Mùi Xuân đó các bạn. Thì ở đây là đường chùa Dơi. Đây là cái cổng chào của chùa Dơi các bạn. Thì hồi xưa chỗ này là chỗ chợ Mùi Xuân, rồi sau này người ta dời cái chợ đi vào bên trong chút xíu các bạn. Thì ở đây bà con cũng hay gọi quen ở đây là chợ Mùi Xuân, cái dòng xây này. Thì dòng xây chợ Mùi Xuân. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi dọc vào bên vào thành phố các bạn. Thì tình hình hiện nay đi lại thì dễ dàng, nhưng mà tình hình dịch diễn biến rất phức tạp, cho nên bà con khi ra đường cũng phải tuân thủ thêm cái thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Lên phía trước mình là tới chuẩn bị tới cái dòng xây thứ hai đó các bạn, là dòng xây giữa đường Lê Hồng Phong với đường Lê Duẩn đó các bạn. Để phòng tránh và ngăn chặn lây lan của virus, hãy chủ động thực hiện các tốt các biện pháp sau: cần che mũi miệng khi ho, xì mũi bằng khăn giấy dùng một lần,
thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng, tránh tiếp xúc bất kỳ với ai có dấu hiệu triệu chứng cảm lạnh hoặc triệu chứng như cúm. Nên hạn chế ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội chùa chiền. Ăn uống điều độ, uống nước nhiều, vận động đều đặn. Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Hạn chế ngồi phòng máy lạnh, nhà cửa giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát, có ánh nắng càng tốt. Nếu cảm thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ quan sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị phù hợp. Rồi bây giờ mình đi dọc vào cái trung tâm thành phố Sóc Trăng, thì ở đây là mình vô cái ngã ba Nhà Đèn các bạn. Thì mình đi đến này các bạn xem tình hình ở đây như thế nào nha. Thì mình thấy bà con cũng ra đường thì tuân thủ cái khẩu trang rất là nghiêm, hầu như là mình thấy 100% luôn các bạn. Bây giờ mình đứng ở chỗ cái đèn xanh đèn đỏ để xem tình hình của bà con trên địa bàn thành phố Sóc Trăng như sao nha. Thì các bạn nhìn thấy cái hướng phía trước là hẳn là đường Lê Hồng Phong, còn cái hướng bên đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, hay là gọi là đường Sambo cũ đó các bạn. Mình đang đứng ở góc đường ngã ba Nhà Đèn. Đây là bây giờ mình đang đứng ở chỗ này các bạn thấy. Thì còn ở đầu cái đây là cái nhà đèn nè các bạn. Đây, mình đang đứng ở chỗ này cho các bạn thấy là nhà đèn bây giờ ta cũng sửa sang rất là đẹp, khang trang hơn ngày trước cũng nhiều. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, số lượng lớn người dân Sóc Trăng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về địa phương, trong đó số người nhiễm sars COVID-2 khá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kêu gọi gia đình có người thân về từ ngoài tỉnh đang thực hiện cách ly tại nhà, chấp hành nghiêm quy định cách ly, tuyệt đối không ra khỏi nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng mình ngày hôm nay. Mình xin tạm dừng video tại đây. Thì quý cô chú anh chị và các bạn khi có ra ngoài hãy thực hiện tốt thông điệp 5K, nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay thì đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để có nhiều video mới nhất của chợ miền Tây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Bye bye.